Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 15 tháng 4 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 6, 9. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9317, 9206, 8238. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5122. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7399, 78479, 90799, 64227, 16650, 46520, 07524. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 64500, 86620. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 94447. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 30316. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 423809. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 423809.